một thành phố tuyệt đẹp được mệnh danh là châu Âu trong lòng nhiệt đới. Với nhiều người, Đà Lạt là một thành phố của những rừng thông, thành phố của những dòng thác, thành phố ngàn hoa và những ngôi nhà chìm trong sương mù. Và với Đà Lạt, một trong những đặc sản thu hút những bước chân phiêu lãng chính là những ngôi biệt thự. Với hơn 120 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt sở hữu trong mình hàng trăm ngôi biệt thự với tuổi đời từ hàng chục đến hàng trăm năm tuổi. Và chính những ngôi biệt thự này đã làm nên một đặc sản khác của Đà Lạt, đó chính là những biệt thự ma. Dù cổ kính hay tân kỳ, dù đã hơn trăm năm hay chỉ qua thập kỷ, những ngôi biệt thự được xem là có ma đều để lại những giai thoại âm u và kỳ lạ trong sự hiếu kỳ của du khách. Có những ngôi nhà ma đã đóng cửa then cài, hoang vu vắng lặng, nhưng cũng có những ngôi nhà vẫn còn người cư trú như một thách thức của hai thế giới âm dương cách trở muốn khám phá lẫn nhau. Và thật sự có bao nhiêu người đã thấy ma? Ngôi nhà ở ngay trên đèo Tháp Khen là cái ngôi nhà đó là rất là chính xác về cái cũng là cái ngôi nhà ở 17 cái biệt thự Kadasa. Ngoài ra thì là ở Palace nó có một cái phòng có ma. Bởi vì những trong không gian u tịch lạnh lẽo giết người để khám phá những bí ẩn mà nhiều người cho rằng đã từng thấy ma trong những ngôi biệt thự này, đặc biệt là hai căn biệt thự bỏ hoang ở đèo Brent. Khóc vì những cái chết hải hùng và những ai đến trú ngụ đều bị những oan hồn trở về quấy phá. Ở trên tầng 2, những trên tường mệt ngoạc. Và đây, cả một bàn thờ do ai đó lập nên trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự này vẫn còn dấu vết của sự cầu khấn cúng bái. Mấy anh sinh viên ở Đại học Đà Lạt thì mới cá nhau nó tại sao mà cái nhà đó có vậy. Thì ba anh đó mới đến cái căn nhà đó. Hai người á ở ngoài này giữ cửa, còn một người á rất là dạn gan vào trong đó. Khoảng khi đêm tối về thì anh ta nghe cái người ở trong á nghe tiếng khóc của một người phụ nữ. Anh đó có một cái chiếc có đồng ngủ đi qua sang ta, càng tiến lại gần anh ta ngồi ngay salon mà, thì cái mùi lạnh á của âm khí toát ra làm ta sợ. Và khi cái áo đồng đó vừa mới đi qua đó, thì cây nến bị tắt, cái chiếc áo đồng lại đi ngược lên lại, đi lên cầu thang, và bên hông cầu thang thì anh ta thấy cái bóng của cái áo đồng đó nhập vào trong cái hốc của cầu thang đó, và nghe tiếng khóc bắt đầu tiếp tục, anh ta bắt đầu bật đèn pin lên. Nhưng nghe lại là người nữ đó nó chạy thoát ra ngoài cái giếng ngoài á, là người nữ mới... Đêm đã về khuya và trời đã bắt đầu mưa. Chúng tôi quyết định trở lại cung đường đèo mà theo cánh tài xế xe tốc hành, xe tải đường dài đồn đại là thỉnh thoảng xuất hiện một oan hồn đứng bên đường phải đón xe, tạo nên một làn sóng kinh hoàng cho cánh lái xe vào những đêm mưa hoặc đêm trăng. Mà quất vẫy xe, có cô gái đó lên ngồi gần với tài xế. Tài xế mới ngồi nói chuyện, thân mặt quá rồi, thì tài xế mới thò tay, mới rờ cái đùi. Mà vừa rờ cái đùi xong đó, nhìn qua lại là cô gái mất.
Đà Lạt vẫn luôn mang lại cho những bước chân lữ khách một cảm giác thanh bình giữa thiên nhiên hoang dã. Một không gian sống rực rỡ luôn mở ra đến tận chân trời.